khai nì mời bom hê pin hồng bỏng cằn lim chương trình bom hê pin hoa sừng lò địa phương mi hot si xíp ế trường hỏi cun kín xú to sao phân hỏi dân số tên các tỉnh bờ sân hẳn mọi pì bình phước có tắt ó lông bùn gión ban nưng cho hơn cặt lò chu trờn hỏi cun nhắc lo chương trình thì chính quyền địa phương chỉ choi giờ gión cặt tại lang mòn khoảng quân dần té tàng trương dệt dần hot bưng lang áo mà hơn bảy no nằm bay sở sổ giống điện tài hung ta về dệt lông dệt thì có choi giờ bom he chờ hỏi quân ó gói cặt khó hứt khẩn chờ sổ giống me hen choi giờ hờ chóc họ khoai bì dệt dần chàng tay một nhằm sơn hẳn cho hơn ở thị hờ giúp xã An Phú huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước dệt bóc bao kiền chờ đại địa phương ảo năng kham vầy mi gù ó khói cắt khó ở thi hờ có mỏng con mi tấm trương gòn dệt dần vầy mà bay kinh tế chưa hơn đại hơn nước sang bành dệt hơn bếp trai giờ tùng hô máy dệt dần để trai giờ sơn thần khỏi co môn hình chờ lăng áo đầy chuốc hoang bom hè chở quân mi me hen cánh cú ngay tỉ vải xê dần nhờ mê lông hen sơn thần chính quyền địa phương có vùng trời hợp vết gión cát có đầy bính khải cờ đầy lang tỉ họt khay tên cá tỉnh Bình Phước bom mít xác tầng mít số cho hơn cát cài xếp hạ phân hỏi cần hơn rú mà khỏi có trai giờ hơn rú hơn bèn ho trai giờ ngô chở khoai chở tên mết lang áo khoảng cho hơn vậy ó khói cắt khó mở khỏi co trai giờ ó khói đối các bưng cho hơn cắt làng chơ ó khói cắt khó có chiến lưng chơ tổ chức thói thảm về hủ chảnh gian ó khói cắt khó mi khù sằng gia cha báu về trai giờ hà chóc khó và khi mà khó khăn thì sẽ kịp thời giúp đỡ bằng các cái hình thức phù hợp, chủ yếu vẫn là cho cần câu chứ không phải là cho con cá. Còn gian bì dòng băn bài xếp hốt hơn bì dòng băn bài sau, chương trình mới bì dón băn nâng cho hơn cát vùng bóp me chủ trưởng nổi quân, có cho giờ tỉnh Bình Phước, áo số cho hơn cát té xếp hạ phải giảm phân hỏi, lung nhang giảm phải cầu phân hỏi, cài nỉ tình cá tỉnh nhằm mi băn nâng, bét hói cho hơn cát. Bòm các bằng chính sách chương trình lông bùn bàn hướng gión cắt hưởng hy, bị gióng bàn bài giao hết, tỉnh Bình Phước giúp tàm phay cào giúp tìm mảnh ngân và tóc hôm cho giờ hở bưng cho hơn ơn o khói cắt khó.